kính thưa quý vị và các bạn, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tìm tòi thử nghiệm chuyển đổi đưa cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế vào sản xuất. Nhiều nông dân đã dừng lên thoát nghèo, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương, cùng chúng ta xây dựng quê hương giàu đẹp. Phản ánh vấn đề này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh chung một niềm vui của tác giả Mỹ Hằng có phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Hữu Phúc trong giai chú ba, Thanh Thúy trong giai diệu con chú ba, Hồ Trải trong vai chú Sáu, Kim Liên trong vai cô Tám, Tường Duy đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Cảnh nhà chú Ba, chú từ nhà dưới đi lên định kêu con gái nhưng không thấy. Diệu, Diệu đâu rồi con? Trời đất ơi còn nhỏ này, hở ra một cái là chạy mất tiêu hả? Anh ba ơi, anh ba, có nhà không anh ba ơi? Ôi, tôi đây nè vô đi anh chà bữa nay hoài về sớm hết ủa cảm chai gì vậy anh sao chai rượu chuối hột bữa nghe anh than đau lưng uống cái này vô nó đỡ lắm nha anh ba tôi đem qua cho anh nè trời ơi cảm ơn anh nghe sao Anh ngồi đi rồi anh đem chai rượu chuối hột này qua chắc tôi với anh nhậu luôn ha. đâu được rượu này để trị đau lưng chứ rượu nhậu á thì nhà tôi ngâm cả bền đây kìa làm không tôi về chiếc quan chai á rồi nướng con khô sặc bổi á là xong chứ gì nói <laughs> vậy chứ làm gì mà sớm vậy anh lúc này tôi cũng bỏ rượu bớt rồi đám tiệc mới uống vài ba ly uống nhiều á còn dịu nó la thì con cái nó lo cho anh nên nó nhắc chừng không có vợ nó cằn nhằn thì có con nó canh chừng mình anh ơi nè Mấy đứa lớn của anh dựng vợ gã chồng rồi Con Diệu á, mai mốt nó đi lấy chồng Theo tôi á, anh kiếm bà nào về hữu hủ hỷ tuổi già đi Anh đừng có xuống tầm bảy Tầm bảy á, nhưng trúng tầm 3 nha Mai mốt anh tuổi già hiu quạnh đó <laughs> Thôi anh ơi, già sắp xuống lỗ rồi Mà anh ba nè Vụ gì anh sao Tôi thấy cô Tám sớm mình á, cũng ở con mình đó Thấy hai người hoàn cảnh giống nhau nên tôi làm mai cổ cho anh nha. Trời đất ơi, ờ, thôi đi, tôi với bả đâu có hạt. Gây lộn hoài mà anh làm mai bả cho tôi làm chi. Không hạt cái gì mà không hạp. Bả chỉ quan quan cái miệng thôi chứ người thì tốt bụng lắm. Ai khó khăn bả cũng giúp. Còn chỉ mọi người làm vườn tược nữa đó. Tốt bụng cái chỗ nào? Đã nói uh, năm kia tôi nuôi heo, à bả qua la tôi cái vụ làm ô nhiễm sớm gì bả cự riết mà tôi phải bán đàn heo sớm luôn đó tôi không ưa bả từ dạo đó luôn đó sau này á hả với mấy chú ở trong ấp vận động tôi vô hợp tác xã chăn nuôi trồng lúa gì đó tôi nói tôi ghét bả nên tôi không có thèm vô luôn à. chèn ơi anh chăn nuôi mà không xử lý nước thải để nó chảy tràn lan qua nhà hàng sớm thì bả cự là phải rồi còn cái vụ vô hợp tác xã này nọ bà kêu vô là có lợi cho anh chứ ai mà anh nói nói tóm lại là, là 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 tôi không có ưa bà bà ý có thằng con làm kỹ sư nông nghiệp nên cứ gặp người ta là kêu vô hợp tác xã à, trồng lúa chất lượng cao ký à, hợp đồng bao tiêu này nọ rồi làm mà một phải năm giảm không nhận anh bảo thủ thiệt á à. mấy cái đó nông dân mình phải tích cực làm mới đúng chứ vì nó có nhiều cái lợi mình phải vô hợp tác xã vì hợp tác xã đại diện hỗ trợ chăm lo và bảo vệ lợi ích cho bà con mình anh không có thức thời bằng con diệu rồi con diệu sau này làm lúa thay anh coi bộ ổn hơn à nghe thì nó nói uh, tôi già rồi để nó làm cho nhưng mà nó hơn ta nói làm mấy vụ rồi, coi bộ trúng hơn tôi đó anh ba hơn gì anh ơi nó trẻ nên thức thời hơn anh Nhờ nó làm mà anh trúng mấy mùa vụ rồi. Thằng con cô Tám hướng dẫn nó chứ ai. Hai đứa coi bộ tâm đầu ý hợp lắm mà nha. Coi chừng anh ngồi xui với bà Tám luôn đó. Thôi anh đừng có thào lao. Hết kêu tôi ga nghĩa với bà. Giờ lại ngồi xui. Mệt. <laughs> Biết đâu. Không có chuyện đó đâu anh ơi. Tôi không ưa thì đừng có bàn tới mấy cái vụ đó. Chút con Diệu nó về á. Tôi hỏi cho ra lẽ. Cái vụ nó với thằng Hiền Nó lấy ai cũng được Nhưng mà tuyệt đối không có lấy con bà Tám Thằng đó tôi thấy cũng được mà Với lại thời buổi nào rồi Mà anh còn ngăn cấm mấy đứa nhỏ tìm hiểu nhau Chồng của nó nó phải chọn chứ Biết vậy Nhưng mà nó chọn chồng Tôi cũng phải chọn xui chứ Tôi không có gả con cho bà Tám Thì đố ai làm gì tôi Thôi anh ơi ở đời mà có khi ghét của nào trời trao của đó đó nghe trời ơi thôi thôi thôi, thôi. uống nước đi sắp mới sáng mà tào lao hoài hả à. tại nhà chú sáu chú sáu ơi chú sáu ôi ôi chú đây nè có gì không dịu. nhà con mới đốn về chuối ba con biểu uh, con đem cho chú thím mấy nãy ăn lấy thảo nè chà chuối ngon quá hen để đó cho chú đi con Nói uh, chú cảm ơn ba con nha. Dạ, không có gì đâu chú Sáu ơi. Chú Thím cũng cho đồ nhà con hoài. Ba con nói uh, chai rượu chuối hột chú cho hôm bữa uống nó đỡ đau lưng lắm đó chú. Ờ, chú ngầm đó. Chú uống thấy được mới cho ba bày đó. Dạ, cái bệnh đau lưng của ba con đỡ nhiều rồi chú. Vậy uh, kêu ổng vô cái đội dưỡng sinh ở xã Mịnh nè. Sáng sớm đi tập cho khỏe. Chú Thiếm bên đây cũng tập đó. Vừa gặp bạn già nói chuyện, vừa thể dục, đỡ lắm con. Dạ, để con nói ba con đi tập chung với mấy chú thím. Con thấy cô Tám xóm mình á cũng có tập đó chú Sáu. Nhờ tập thể dục hay sao á mà con thấy cô Tám khỏe ghê, lội ruộng tỉnh bơ hả chú? Ừ, lúc này thấy bay hạp với thằng Hiền con bả lắm á nha. Thấy thằng đó cũng hiền thiệt. Hai đứa đang tìm hiểu hay dị dịu? Dạ, đâu có chứ sao. Uhm, anh em bạn bè không à. Con hay nhờ ảnh hướng dẫn mấy kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt chứ đâu có gì đâu chứ sao ơi hình như cô tám qua vô đi cô tám ơi tôi ở trong này nè dạ thưa cô tám ủa có dịu đây nữa hả con dạ con mới bên nhà con qua đó cô tám cô ngồi cho hơi uống nước sao nay qua kiếm tôi có chuyện gì không tôi nói ngày kia á bà con xóm mình á bao chiếc xe đi tham quan các mô hình vườn cây ăn trái hiệu quả ở miền tây mình á tôi rủ anh chị đi chung khi về á, mình thấy phù hợp á, thì cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái như người ta. Vậy hả chị? Tôi coi tivi thấy nhiều mô hình, họ cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn trái. Rồi du lịch sinh thái thấy hàm ghê vậy đó. Cũng tìm trên mạng, coi tài liệu và tính kiếm ai đó học hỏi thêm đây nè. Để tôi với thằng hai nhà tôi đi. Dạ, con cũng đăng ký một suất đi nghe cô Sáu. Con về hỏi ba con coi, nếu chịu đi á thì con sẽ đăng ký hai suất. Cái gì, cái gì? cái gì mà một suất hai suất đây ủa anh ba qua chơi ngồi đi anh anh ba mới qua lúc này khỏe hả anh ba ờ à, cảm ơn cô cũng khỏe nhờ nghỉ nuôi heo nên cũng thông dong, cũng rảnh nên à, khỏe ra hả cô ơi anh cứ cạnh khóe cái vụ nuôi heo hoài à hồi trước anh nuôi heo mà không xử lý nước thải làm ô nhiễm môi trường tôi tôi góp ý có một chút mà anh cứ ghim tôi hoài à ba ơi anh Hiền với cô Tám á, sắp tới tổ chức đi tham quan các mô hình vườn cây ăn trái hiệu quả. Con tính đăng ký cho ba với con đi á. Thôi, không có đi, không có làm dưỡng dĩa trơn trội. Nào tới giờ nhà mình trồng lúa, biết gì về dưỡng đâu làm. Con cứ nghe lời thiên hạ không hả? Ủa, con Diệu nó nghe lời tôi vậy đâu, mà anh nói vậy hả anh ba? Thằng Hiền con tôi á, bài cho bà con mình cách làm ăn hiệu quả. Con Diệu nó học theo, nhờ đó mà mấy năm rồi á nó làm trúng lúa hơn anh đó ý là cô chê tôi cổ lỗ sĩ không thức thời dở ẹ. phải không cô tám bảy mươi chưa gọi là lành nha chưa biết ai hơn ai đâu mà lên giọng à đúng là cô tám với anh ba khắc khẩu thiệt chuyện có gì đâu á mà cự cãi rồi chỗ bạn bè tôi cũng nói thiệt với anh nha. anh càng già càng bảo thủ đó Bảo thủ gì mà bảo thủ. Chứ không phải sao. Chỗ cô Tám với thằng Hiền nói cái nào đúng á thì mình làm theo. Chứ có gì đâu mà anh tự ái, anh giận hờn này nọ Tôi đâu có giận hờn gì đâu. Tại uh, tôi không đi là không đi, vậy thôi. Làm nông bây giờ mình phải học hỏi nhiều kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vô mới được ba ơi. Con nghĩ ba con mình nên đi tham quan học hỏi chuyến này đi. Ba từng nói với con là đi một ngày đàn học một sàn khôn mà. Phải không ba? Mình đi về á, thấy phù hợp với mình, mình học hỏi thêm, làm được thì mình làm, có sao đâu ba. Thờ, ừ, con Diệu nói phải đó anh ba. Tôi biết á anh có tay nuôi heo, nhưng giờ á mà anh làm theo cách cũ thì không có được đâu. Ô nhiễm môi trường lắm, tôi lo cho sức khỏe bà con mình, rồi sức khỏe của tôi nhỏ nên mới lên tiếng, chứ đâu phải ghét bỏ gì anh đâu. Vậy mà từ ngày á anh không được nuôi heo nữa là anh không thèm vào mặt tôi hen cô tám nói phải đó anh ba thôi bỏ qua chuyện cũ đi tôi với anh cùng bà con mình tìm hiểu các mô hình mới để làm kiếm đồng ra đồng vô chứ anh ba nếu anh muốn chăn nuôi á thì tôi sẽ nói với thằng hiền hướng dẫn anh quy trình chăn nuôi khép kín hiệu quả dữ lắm mà khép kín là sao bên nhà con gái á với con rể tôi làm rồi đó là làm theo mô hình chăn nuôi heo kết hợp với túi ủ bioga để xử lý các chất thải trong chăn nuôi, biến chúng thành khí ga phục vụ nấu nướng cho gia đình. Ờ, tôi cũng có nghe nói nhưng mà không biết có khó không nữa. Ngày trước á, khi tụi nó chưa làm túi ủ bioga thì cũng giống như anh ba bây giờ, chất thải á thải trực tiếp ra sông ngòi, kênh rạch, ao mương quanh nhà làm ô nhiễm môi trường, hàng xóm cũng lên tiếng đó chứ. Làm có dễ không có mất không cô tám? không có mắc gì đâu tùy theo kích thước túi mà nó có giá từ 1 triệu rưỡi đến vài triệu đồng hà từ ngày làm mô hình túi ủ biêu chuồng trại nhà con tôi á không còn bốc mùi hôi bà con hàng xóm á không có còn phàn nàn nữa làm vậy rồi mình lấy gà truyền vô nhà bếp để nấu nướng hả cô tâm đúng rồi từ ngày làm á thì tụi nó toàn xài bếp ga lấy ga từ túi ủ biêu ga đó chứ vậy mình làm đi ba vừa để ba không lục nghề nuôi heo nè, vừa tiện lợi đủ thứ nữa. Anh ba à, chuyện hào nào á, hãy bẻ qua đi nghe. Nếu anh muốn làm á, thì tôi kêu thằng Hiền qua chỉ cho. Hay là chiều nay á, anh qua nhà con gái tôi coi trước đi. Tôi thấy được đó anh bà, tôi cũng qua coi luôn. Tôi với anh đi hen. Ờ à, 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 để tôi sắp xếp rồi đi coi. Vậy là ba hết cằn nhằn rồi ha. Đó, hàng sớm láng giềng, Chuyện nhỏ bỏ qua, giờ mình bàn chuyện lớn rồi. Ba ơi, vậy ngày mốt á, mình cùng với chú Sáu, cô Tám và bà con trong xóm á, đi tham quan các mô hình trồng cây ăn trái luôn nha ba. Đi đi anh, tôi với anh cùng đi nha. Anh Sáu với anh ba đi luôn, thì <laughs> vui lắm. Ờ, à, thầy để tôi đi, rồi về làm thử vài vụ. Nếu mà trúng giá trúng mùa, tôi gả con Diệu luôn. Ba này, Chuyện con để từ từ ba ơi. Con Diệu đẹp gái, giỏi giang như vậy á. Ai gặp nó là có phước lắm á nghe. Tôi hỏi thằng Hiền là con Diệu được không để má tiến tới. Mà nó cứ cười hoài à. Biết đâu, nó tiến tới rồi mà chị không hay đó. Ủa, vậy sao? Chú thấy được đó Diệu. Tiến tới đi con. Chú đi đám cưới hai bên luôn. Tụi bay không làm mau mau à. Chú làm mai cô tám cho ba bay trước à. Trời đất, anh Sáu. Cái ông này, Ôi, ngày cứ làm mai không hả? À. biết đâu sắp tới mình ăn hai đám cưới ta <laughs> quý vị và các bạn thân mến câu chuyện truyền thanh chung một niềm vui của tác giả mỹ hằng mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long đến đây quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt